Hello, chào các bạn yêu ca hát ở Australia. Và thưa quý vị, video clip này sẽ dành riêng cho các bạn ở Australia. Và Hoài Tâm rất là vui hôm nay giới thiệu với chương trình The Nail Voice. Có thể là các bạn đã từng nghe về cuộc thi The Nail Voice đúng không ạ? Đã trải qua hai mùa, The Nail Voice mùa 1 và mùa 2 kể từ năm 2021. Và quý vị biết rằng là cuộc thi The Nail Voice đã được hái được rất nhiều thành công. Vì từ chất lượng nè, cuộc thi được tổ chức, uy tín của cuộc thi. Và chúng tôi đã giới thiệu đến ở khắp mọi nơi những người yêu ca nhạc, những thí sinh rất tài năng. Và quý vị cũng biết rằng là qua hai mùa thi, mùa 1 và mùa 2 của The Nail Voice, hàng trăm thí sinh ở mọi lứa tuổi từ 2 cho đến 99 tuổi. Dạ em nói chơi vậy thôi chứ. Dạ hầu như là tất cả các mọi lứa tuổi. Ở hai mùa đó thì chúng tôi có hơn 60 episode đã trình chiếu và được khán giả ở khắp mọi nơi. Khi Hoài Tâm đi trình diễn ở Úc, khi ở châu Âu, Canada và cả thậm chí là về Việt Nam, thì cái tiếng vang của The Nail Voice nó đã đi thật là xa đến như vậy luôn. Có nhiều người cứ hiểu lầm là The Nail Voice là chỉ dành cho những người mà làm nail mà thôi. Dạ không, cuộc thi không dành cho những người làm nail, mà nó là tất cả ai cũng có thể tham gia. Và vì với cái sự hiểu lầm đó thì bây giờ coi như ban tổ chức Charm Music Works chính thức đổi tên thành The Nail Voice. Nó để nó mang cái tính chất đại chúng. Và dĩ nhiên rằng là bất cứ ngành nghề nào, ở lứa tuổi nào, ở một quốc gia nào, các bạn đều có thể tham gia và coi như là tham dự cái cuộc thi này hết. Và riêng cho tất cả các thí sinh ở Australia thì cuộc thi The Nail Voice sẽ được mang tên là The Nail Voice Australia. Chúng quý vị biết là giống như là mình cái chương trình của Mỹ như là nó gọi là American Got Talent, thì họ sẽ cho phép và hỗ trợ các nước khác có những cái cuộc thi nó mang tương tự như là Việt Nam Got Talent, British Got Talent nè. Thì cái cuộc thi The Nail Voice USA đó thì nó mang cái tính chất là international hơn, ở Mỹ nè, ở khắp mọi nơi. Nhưng vì cái địa lý nó quá xa, nó làm cho có thể là nhiều khi nó sẽ là một cái bức rào ngăn cản cho các thí sinh ở Australia tham dự. Cho nên là ban tổ chức không có ngại tốn kém, không có ngại phải bỏ thêm nhiều thời gian, vì chúng tôi muốn tạo ra một cái sân chơi để cho các bạn ở Úc có cái cơ hội để tham gia, để đến với cuộc thi. Cho nên chỉ với khán giả của Australia only, chúng tôi sẽ đặt tên là The Nail Voice Australia. Và hy vọng là khi chúng tôi thực hiện The Nail Voice Australia xong, những mùa kế tiếp chúng ta sẽ có The Nail Voice in Europe, The Nail Voice in Canada, even The Nail Voice in Vietnam. Cho nên là các bạn đừng có ngại gì hết á, vì chương trình này, chương trình The Nail Voice đã được cái sự yêu thương và quan trọng là cái uy tín, cái chất lượng được mọi người đón nhận. Cho nên là hy vọng là mùa kế tiếp chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa. Thôi, bây giờ chúng ta hãy quay lại với The Nail Voice Australia 2024 nhé. Cuộc thi The Nail Voice Australia, thưa quý vị, nó là một cuộc thi độc lập. Ban tổ chức sẽ cố gắng tổ chức hàng năm. Rồi, cuộc thi The Nail Voice sẽ được công ty Global Nail Beauty Supplies, cái này quan trọng lắm. Dạ, tại vì đây là cái đơn vị mà tài trợ cũng như là đơn vị mà đứng ra tổ chức lo hết tất cả nhiều cái kinh phí rất là lớn, tại vì sẽ đưa một đội ngũ quay hình từ bên Mỹ cũng như là giám khảo Đồng Sơn và một số anh chị em ca nghệ sĩ bên Mỹ sẽ bước qua bên Úc để làm giám khảo tuyển lựa live audition rồi bắt đầu vô vòng chung kết nữa. Cho nên là một lần nữa chúng tôi cảm ơn công ty Global Nail Beauty Supplies cùng với nhà đồng hành là Hoàng Long Production đứng ra tổ chức cho cái cuộc thi The Nail Voice Australia. Và thưa quý vị, cuộc thi The Nail Voice Australia sẽ được tổ chức vào trong vòng khoảng tháng 9 2024. Chúng tôi chưa chính thức rõ ràng là cái ngày nào exactly cho cái phòng live audition, nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng là cái ngày thi chung kết là September 15, 2024, ngay tại Melbourne. Đừng có chần chờ gì hết, hãy email cho ban tổ chức để get thêm thông tin ha. Cái email mà quý vị có thể gửi cho ban tổ chức là The Nail Voice
AUS, AUS là Australia đó quý vị, @yahoo.com, và gửi email về đó, gửi thông tin mình thắc mắc, mình chưa gì tìm hiểu, tại vì nhiều khi coi cái clip này xong vẫn còn confused, thì hãy nhắn tin để mà ban tổ chức chúng tôi trả lời cho rõ quý vị. Bây giờ quý vị có thể là sign up được rồi, tất cả ở mọi người ở trong Úc. Thấy không, em bận cái áo gì quý vị không? I love Nomia. Nomia cũng tính là Úc Châu luôn nha. Cái vùng lân cận đó, những bán đảo xung quanh Úc Châu là tính Úc Châu luôn, New Zealand luôn. Mà quý vị biết không, đây là cái tên của nó là The New Voice Australia. Cho nên khi mà cái người thí sinh mà được đoạt giải Á quân, quán quân của cái cuộc thi The New Voice Australia, đây là một cái vinh dự cho các thí sinh, vì coi như là mình là quán quân ở một cái vùng độc lập ở Australia, ở trong cái vùng đó. Tại vì đây là cuộc thi độc lập, nó chỉ tính nhằm cho Australia mà thôi. Thì khi các bạn mà bước qua khỏi cái cuộc thi này rồi thì các bạn mới được đến cuộc thi The New Voice in USA. Nó có cái tính chất hoành tráng, lớn hơn, international hơn. Dạ, chứ còn lớn thì nó vẫn hoành tráng, nó vẫn lộng lẫy lung linh. Vì sao? Vì ekip quay hình và ban giám khảo, tất cả các anh em nghệ sĩ cũng sẽ từ bên Mỹ về để tới với Úc Châu. Đây là một cái tổ chức riêng độc lập, cho nên mình là Á quân hay là mình là quán quân của Australia, đó nghĩa là mình là coi như là cái title này nó nằm chung cho cả một cái vùng bao la bát ngát, Australia Down Thunder, Down Under. Các bạn còn chần chờ gì nữa, mình hãy đăng ký tham dự cuộc thi đi nhé. Và quan trọng nhất, đây là phần mà Hoài Tâm rất là thích, là Hoài Tâm, đó là phần giải thưởng của cuộc thi sẽ có tổng trị giá trên 20.000 đô la Úc nha, và có thể sẽ tăng hơn nữa, thêm nữa nếu chúng tôi kiếm thêm được nhiều nhà tài trợ đồng hành cùng với chương trình. Còn ngay tại giờ phút này, khi quý vị nghe Hoài Tâm nói cái này, là giải thưởng đã trên 20.000 đô la rồi. Giải thứ nhất, bây giờ các thí sinh phải nghe cho kỹ nha. Thưa quý vị, giải nhất là tổng trị giá lên tới 8.500 đô la với 3.000 đồng tiền mặt. Giải thứ nhì, tổng giá trị tiền thưởng là 6.200 đô la và tiền mặt là 2.000. Giải ba, tổng giá trị tiền giá là 5.200 với 1.000 đô la tiền mặt, và giải thí sinh triển vọng là 500 tiền mặt. Đặc biệt quán quân của chương trình The New Voice Australia, mình là quán quân, mình sẽ được tài trợ một vé máy bay bay thẳng sang Mỹ USA để được đặt cách và tham gia thẳng tới vòng chung kết của The New Voice USA bên Mỹ. Hai Á quân, Á quân 1, Á quân 2 sẽ đi thẳng vô vòng bán kết, còn mình là quán quân là được đặt cách thẳng tới vòng chung kết, vé máy bay của cái người quán quân là được tài trợ luôn. Cái cuộc thi The New Voice in USA thì nó mang tầm nghĩa quốc tế, international. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ở USA chúng ta có 50 tiểu bang. Tất cả các thí sinh sẽ đổ về ở California để chúng ta quay hình, chúng ta làm live audition. Chúng ta sẽ thi vòng bán kết, tứ kết, chung kết. À, rồi tất cả những nơi vùng lân cận của USA là Canada, và hiện bây giờ thì Europe cũng có thể bay qua, Việt Nam cũng có thể bay qua. Cho nên thí sinh ở Úc Châu là được cái này là giống như là được favor. Được favor, quá favor, là coi như là được đặt mở một cuộc thi riêng để cho các thí sinh ở Úc Châu tham gia riêng thôi. Một cái điều này á, là tại vì Hoài Tâm qua 19 năm, đi hát 20 năm, nhưng qua bên Úc được 19 năm, và mỗi một năm thì Hoài Tâm tới Úc khoảng nhiều nhất là một năm qua 3 lần và ít nhất là một năm qua 1 lần. Mà nói thật lòng nha, Hoài Tâm thấy ca sĩ, mình nói mang tiếng ca sĩ local, chứ thật sự các bạn ca sĩ ở bên Australia đó hát hay tuyệt vời, đẹp, dễ thương, sexy, nóng bỏng, hát đủ thể loại hết. Cho nên là thật sự là Hoài Tâm rất là khuyến khích các bạn hãy mạnh dạn ghi danh và cho mình một cơ hội. Cái cuộc thi The New Voice nó như một cái nhịp cầu nối trong âm nhạc vậy. Nó giúp mình đến gần hơn nữa với khán giả. Quý vị có biết không, là hàng tuần chiếu đó, là khán giả coi live á, là trên, lúc nào cũng trên 1.000 khán giả chờ đợi đón để xem. Cho
Cho nên rằng là quý vị thí sinh đó mà mình khi mình tham gia mình được chiếu trên đó đó là bạn bè ở khắp mọi nơi trên thế giới biết đến mình, coi mình, rồi khán giả ở khắp mọi nơi cũng được coi và theo dõi mình. Rất nhiều thí sinh bước ra từ cuộc thi The Nail Voice mùa 1, mùa 2 và bây giờ là ca sĩ đi hát ở khắp mọi nơi trên 50 tiểu bang. Quý vị có biết điều đó hay không? Tại vì có nhiều người nói là giống như ngày xưa mình phải có trung tâm lăng xê, rồi mình phải ra băng video, rồi mình phải có này nọ thì khán giả mới biết tới mình. Thì đây cũng là một cái dịp, tại vì thời buổi này thì YouTube dạ đang lộng hành, đang là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên, cho nên là khi mà chương trình để lên trên YouTube riêng của The New Voice, khán giả coi được mình, bầu show coi được mình, và người ta thích mình và người ta yêu cầu mình, tất cả các quán quân, á quân hay là top 5, top 6 là đang hoạt động rất là cực lực, đang đi show rất là nhiều. 19 năm qua Úc, Tâm thấy rằng là các bạn, nói là thí sinh thôi chứ thật sự Tâm thấy rằng quá nhiều ca sĩ ở Úc hát quá hay, quá tuyệt vời và có rất là nhiều triển vọng, có rất là nhiều cái tiềm năng để trở thành một ca sĩ thật thụ. Có thể là các bạn không may mắn để đi đến qua bên Mỹ thôi, thì đây là một cái cơ hội, một cái nhịp cầu để cho các bạn đến với USA qua The New Voice Australia. Ok, và bây giờ mình còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký với cuộc thi ngay. Chúng tôi lấy 150 đồng tiền phí thôi, để có một cái con số nó rất nhỏ để mà coi như là cái này là cái tiền giống như initial fee, là các bạn đóng, là các bạn là coi như là yes, I'm ready để mà đi. Thì chúng ta là chúng tôi muốn lấy cái số tiền này của quý vị mà để là giống như là một cái hợp đồng contract giữa thí sinh và ban tổ chức, là bạn mạnh dạn đăng ký đi thi, đến với cuộc thi cho mình cơ hội. Trả tiền là PID vô cái số phone là 0412033432. Ok, 150 đô Úc trả tiền PID 0412033432. Xong xuôi mình làm một cái video clip, quay hình cỡ nào cũng được, quay chuyên nghiệp cũng được, quay bằng phone cũng được, nhưng quan trọng là phải cho coi như là ban tổ chức nghe rõ cái tiếng hát của mình nè, rồi nghe được, thấy được cái rõ cái mặt của mình. Dạ. Vào gì vắng đường tình không, chuyện tình mà bao năm qua mà hôm nay lại yếu là mình làm một cái video clip ngắn, hát một bài hát mình tự chọn, một bài hát mình tự thích, mình tự feel mà hay nhất. Dạ, gửi thẳng tới The New Voice AUS@yahoo.com. Nhớ nha, yahoo.com chứ không phải là Gmail. Ok, đó, cái thể lệ nó rất là đơn giản. Thì khi chúng tôi nhận được cái clip dự thi của các bạn xong, chúng tôi sẽ nghe và chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng là quý vị có qua được cái vòng sơ tuyển online đó chưa, thì chúng ta sẽ đến vòng kế tiếp, đó là vòng live audition vào đầu tháng 9, khi mà giám khảo Đồng Sơn, dạ anh dễ thương lắm, coi trên vậy thôi chứ ở ngoài anh dễ thương, anh đáng yêu lắm, không có đẹp trai bằng Hoài Tâm thôi. Yeah. Thì chúng tôi cùng với là một cái dàn ekip technical đạo diễn ở bên Mỹ sẽ tới Úc, tới Melbourne để mà làm cái vòng live audition. Rồi khi mà mình qua cái vòng live audition rồi thì các bạn sẽ được bước tới cái vòng chung kết của cái The New Voice Australia vào ngày 15 tháng 9 2024. Stay tuned với là cái chương trình, ban tổ chức sẽ cho quý vị biết là khi nào sẽ là live audition. Chắc chắn là nó sẽ vào tuần thứ nhất hoặc là tuần thứ nhì của tuần lễ September 2024, chắc chắn là phải trước ngày September 15, vì September 15 2024 là mình có cái chương trình đại nhạc hội The New Voice. Thì vài tiếng đồng hồ trước đó chúng tôi sẽ làm cái chương trình đêm chung kết, rồi sau đó thí sinh top 1, 2, 3 sẽ được ca hát chung với những anh chị em ca nghệ sĩ ở bên Mỹ để mình trải nghiệm cái phút giây mình hát với cái những người mà pro á, coi nó như thế nào. Thí sinh có quyền yêu cầu hát với Đan Nguyên, với Kỳ Phương Uyên hoặc là với chị Hà Vi,
cũng có thể là Song Ca muốn yêu cầu hát với em cũng được, với chị Đào cũng được. Dạ nhưng mà đừng, dạ còn Tấu Hài là em không cho. Cảm ơn Tram Music Works rất là nhiều đã nghĩ ra cắt ngắn một cái shortcut, một cái đoạn đường đi cho tất cả các thí sinh ở Úc. Ok nha các bạn, đừng có chần chờ gì đó, đừng có ngại gì hết, hãy làm ngay và apply ngay lên online liền vào cái email thenewvoiceaus@yahoo.com và chỉ 150 Australian dollar thôi sẽ thay đổi cuộc đời bạn, có thể cho bạn một cái trải nghiệm, một cái kỷ niệm rất đẹp để mình xem thử coi mình chinh phục tất cả bạn bè năm châu thế giới như thế nào với giọng hát của mình. Thử nhé. Try it. You will like it. I see you in September 2024. Bye bye.